Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, à, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt nhất trong cái tháng 11 âm lịch năm 2023 nó Quý Mão để quý vị có thể tiến hành các công việc đại sự như khai trương, nhập trạch, động thổ làm nhà hay là mua xe, mua pháo hoặc là đi ký kết hợp đồng kinh doanh vân vân. Đó. À, thưa quý vị, chúng ta biết là cái tháng 10 âm lịch ấy, tháng 11 âm lịch ấy, nó là tháng giáp tí, nó là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày. Và cái ngày cái ngày mùng 1 nó chính là ngày 13 13 tháng 12 dương lịch. đó nó khởi từ ngày 13 tháng 12 dương lịch đến ngày mùng 10 tháng 1 dương lịch năm 2024. Đó. Và ở cái 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 bảng xem ngày tốt này thì Tử Thông đã làm cho quý vị về cái thứ ngày tháng đúng ạ? Thứ này, đây là ví dụ như ngày mùng 1 nó sẽ rơi vào ngày thứ tư. Đấy, thì quý vị có thể dựa vào cái bảng này để chúng ta chọn ra cho mình những ngày tốt nhất để tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Đấy thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cái việc xem ngày tốt. Và để chọn ra những ngày ngày giờ tốt trong cái tháng 11 âm lịch ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái tài liệu là ngày tốt tuần thư. Đấy. À, thì quý vị hãy tham khảo cái quyển sách ngày tốt tuần thư để lựa chọn cho mình một trong ngày giờ tốt nhất. Đó. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là đồng công trình nhật nhé. Đồng công trình nhật để chúng ta xem ngày tốt. Đó. Thì chúng ta biết ấy, cái tháng 11 âm lịch nó sẽ gồm có hai tiết khí là tiết đại tuyết và tiết đông chí. Trước đông chí một ngày là tứ ly, sau đại tuyết thì tam sát tại nam, cái phương tị ngọ mùi thì kỵ tu tạo động thổ. Đó. Và cái tháng 11 nó là tháng giáp tý đó nó kiến tại tí. À, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào quyển sách ngày tốt tuần thư để lựa chọn ra những ngày tốt đẹp nhất. Đấy. Và trong cái phiên bản mới này thì Tử Thông cũng như là thầy Gia Cát cũng đã thêm một cái bảng bảng lịch ngày tốt. Trong đấy là ngày tốt theo cộng đồng công ấy thì cũng có đánh dấu những ngày tốt xấu ở trên cái quyển lịch này rồi. Thì quý vị chỉ việc điền ngày vào thôi thì nó sẽ hiện ra những ngày tốt xấu ở đây luôn. Và quý vị không phải mất công đọc từng chữ nữa thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989 34 9119 để, để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư nhé để chúng ta chủ động hơn trong cái việc xem ngày tốt à, thưa quý vị đầu tiên bao giờ cũng vậy để chọn lựa ra một ngày tốt thì quý vị cũng cần phải biết rõ cái cắt hung đúng không ạ? cái cắt hung và cần phải loại bỏ ra những ngày ngày xấu cần tránh khi mà chúng ta loại bỏ những những ngày xấu rồi thì những ngày tốt chúng ta mới được tốt đẹp và trọn vẹn hơn à, quý vị thân mến thì quý vị biết ấy, tháng 11 âm lịch thì chúng ta cần loại bỏ những ngày xấu cho đây Đầu tiên là ngày sát chủ, ngày sát chủ trong tháng 11 âm lịch nó sẽ là những ngày dần, đó những ngày dần. Ngày dần thì chúng ta có ngày mùng 10 là ngày giáp dần này, chúng ta không dùng này. Thứ hai là ngày 22 là ngày bính dần thì chúng ta cũng sẽ không dùng. Tiếp theo ngày số thứ hai mà chúng ta lại bỏ đó là ngày ngày thụ tử. Ngày thụ tử nó sẽ là những ngày mão. À ngày mão thì có ngày 11 là ngày ất mão và ngày 23 là ngày đinh mão. Tiếp đến ngày số thứ ba mà chúng ta lại bỏ đó là ngày nguyệt phá. Ngày nguyệt phá trong tháng này nó sẽ là ngày ngọ, bao gồm ngày mùng 2 là ngày bính ngọ này, ngày 14 là ngày mậu ngọ và ngày 26 là ngày canh ngọ. Đó là ba cái ngày nguyệt phá mà chúng ta cần loại bỏ. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải loại bỏ đó là ngày thiên địa chuyển sát. Ngày thiên địa chuyển sát trong cái tháng 11 âm lịch thì nó sẽ là ngày bính tý và ngày nhâm tý. Thì ngày nhâm tý nó là ngày mùng 8 nó phạm thiên địa chuyển sát chúng ta không dùng và bính tý thì trong tháng này không có. À, tiếp theo chúng ta loại bỏ một ngày nữa đó là ngày dương công kỵ. Ngày dương công kỵ trong cái tháng à, trong tháng 11 ấy, thì nó sẽ là ngày 21 Ngày 21 thì phạm gì gì? Phạm là dương công nhé. Dương công kỵ. Đó. Thì quý vị không nên dùng. Tiếp theo đến ngày con nước đúng không ạ? Ngày con nước sẽ gồm có hai ngày mùng 9 và ngày 23. Mùng 9 là ngày ngày quý, quý sửu đúng không ạ? Và ngày 23 nó là ngày đinh mão thì trùng với ngày gì? Trùng ngày nguyệt kỵ và ngày tụ tử. Tiếp theo một ngày số nữa mà chúng ta còn lại bỏ đó là ngày nguyệt kỵ. Nguyệt kỵ thì có 3 ngày mùng 5, 14 và 23. Thì cái ngày mùng 5 ấy nó là ngày kỷ dậu đúng không ạ? Ngày 14 thì nó rơi vào ngày mậu ngọ thì trùng với ngày nguyệt phá. Và ngày 23 thì nó rơi vào ngày Đinh Mão Thì chúng ngày thủ Tử và ngày Con Nước Đấy Tiếp đến chúng ta lại bỏ một ngày nữa Đó là ngày Tam Nương Ngày Tam Nương chúng ta có 6 ngày Đấy Ngày mùng 3 là ngày Đinh Mùi Ngày mùng 7 là ngày Tân Hợi Đúng không? Ngày 13 là ngày Đinh Tị Ngày 18 là ngày Nhâm Tuất Ngày 22 thì nó là ngày Bính Dần Thì chúng ngày sát Chủ Và cuối cùng là ngày 27 là ngày Tân Mùi Đó Đó là những cái ngày xấu cần tránh Để chúng ta tìm ra được những ngày tốt nhất À, sau khi loại bỏ những ngày xấu rồi chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là đồng công đúng không? đồng công của ngày tốt tuần thư ấy thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại số zalo 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt tuần thư để chủ động hơn trong việc xem ngày tốt à, quý vị đã biết ấy, trong tháng 11 âm lịch thì nó là tháng nó là tháng giáp tí đúng không ạ vậy nên là chúng ta xét ngày tí là ngày đầu tiên ngày tí là trực kiến có hỏa tinh ngày giáp tý thì có thiên xá tấn thần tiếc là bị nguyệt kiến xung phá nên là dùng thì sẽ bị chiêu quan tư phá bại vì thiên xá không hợp với ngày này nên là không phát huy được cái tác dụng tốt nhất không nên dùng à, tiếp theo là ngày bính tý ngày bính tý là ngày mà lúc nước trong và là cái vị trí thần địa chuyển sát à, nhưng mà ấy, vì cái nguyệt kiến nó tương xung nhưng mà nó lại gì thành ra là nó bị chiết giảm phần nào cuối cùng là gì trong tốt có xấu tức là trước hay sau giờ vị, chứ là cái ngày bính tý thì chúng ta cũng không nên dùng nhá đó như vậy ngày canh ngày giáp tý ngày bính tý chúng ta có ngày bính tý ngày nhâm tý thì không dùng được rồi này mùng tám hai mươi là ngày giáp tý đấy ngày giáp tý là mặc dù là mặc dù là có gì ở đồng công nói là có giáp tý thì là ngày thiên xá lại có tấn thần này tiết là bị nguyệt kiến xung phá nên không dùng được đó vậy nên ngày giáp tí chúng ta không dùng nhé À, tiếp theo chúng ta xét ngày xỉu ngày xỉu là ngày trực trừ có thiên ôn là xấu đấy ngày ất xỉu thì là đất chôn vàng nên khởi tạo khai trương đấy. tức là ngày ất xỉu lại bị phạm vào ngày dương công kỵ nhé nhưng mà à, trong cái ngày này thì quý vị nói chung là nên khởi tạo khai trương động thổ chặt cây phá núi lại có các cutting nó chiếu lại có quý nhân nó tiếp dẫn nên là mưu sự thì dễ thành các ngày sửu khác thì cũng được là thứ cát như vậy ngày này ngày ngày ất sửu ấy thì nó bị phạm người dương công kỵ chúng ta không dùng nữa ngày quý sửu thì phạm người con nước như vậy là những ngày sửu thì cũng không dùng được tiếp đến chúng ta xét ngay những ngày dần ngày dần thì phạm người sát chủ rồi chúng ta không dùng tiếp đến là ngày mão ngày mão thì phạm người thụ tử đúng không ạ à, chúng ta xét ngày thìn ngày thìn thì tuy tốt nhưng lại bị thiên la địa võng nó bao vây à, quý nhân thì không đến được thành ra là bất lợi lại thêm cái sát tập nhật trung cung sinh ra cái tai họa liên miên à, nói chung ấy chỉ có ngày nhâm thìn à, tuy bị cái quan phủ nhưng bên trong nó lại có có cái thiên người nhị đức thì là dùng tốt đó thì có ngày nhâm thìn là dùng được thôi thì trong cái tháng này không có ngày nhâm thìn vì vậy là có ngày bính thìn bính thìn và ngày mậu thìn thì chúng ta không dùng nhá ngày hai mươi và ngày hai mươi bốn chúng ta không dùng à, tiếp theo chúng ta xét ngày tị đúng không? ngày tị thì có ngày ất tị ngày kỷ tị ngày quý tị thì có các các có các các tinh như huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng các các tinh đồng chiếu nên là sửa chữa tạo tác an táng hôn nhân khai trương xuất hành nhập trạch thì hoặc là hưng công động thổ ấy thì được đại cát đấy à, thêm nhân khẩu vượng gia đạo và sinh được quý tử đó ngày tân tỵ thì là thứ cát dùng được các việc nhỏ chỉ có ngày đinh tỵ phạm chính tứ phế là không dùng được thôi đó. như vậy ngày ất tỵ này ngày ất tỵ là ngày đại cát này đại cát đúng không ạ ất đinh kỷ đúng không đinh tỵ đinh tị là ngày mùng 1 13, 13 đinh tị thì không dùng được rồi, nó phạm ngày tam lương, hơn nữa ngày đinh tị thì cũng xấu, theo đồng công. Đinh ất đinh kỷ, kỷ tị 13 và ngày 25. Ngày 25 kỷ tị thì cũng là ngày đại cát nhé Đại cát dùng được. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày mùi, ngày mùi là có trực là trực nguy đúng không ạ? Ngày đinh mùi là lúc nước biển lớn đang trong ấy, dùng trăm việc thì tốt. Đó. ngày đinh mùi chúng ta xem có không? Đó. bính ngọ đinh mùi nhưng mà ngày đinh mùi lại phạm ngày tam nương nên chúng ta không dùng được À, bên cạnh đó thì ngày kỷ mùi thì mai táng là thứ cát, đinh kỷ, mùng 3 và ngày 15 là ngày kỷ mùi. Ngày kỷ mùi Đã, thì chỉ nên an táng. Nói chung là dùng hai ngày này thì làm việc thì được tấn nhân khẩu tăng dụng, dụng vườn và có những cái may mắn bất ngờ nó nó ập đến. Còn ngày tân mùi, ngày cuối mùi, ngày, ất mùi thì bị sát tập nhập Trung cung. Đấy, như vậy là ngày 15 là ngày kỷ mùi là tốt này Còn ngày 15 và ngày 27 27 là tân mùi thì không đường được nhé Như vậy chúng ta có ngày kỷ mùi là ngày thứ cát nhé Kỷ mùi là ngày thứ cát Đó Tiếp theo chúng ta xét đến ngày ngày thân đúng không? Ngày thân thì có thiên hỷ nó chiếu à, Chúng ta xét từ ngày này Ngày nhâm thân Ngày nhâm thân thì có thiên đức Có nguyệt nhị đức Ngày giáp thân, ngày mậu thân là ngày ngũ hành hợp khí à, Lại thêm các cát tinh như là huỳnh la, tử đàn, kim ngân, bảo tạng, khố lâu Các cát tinh đồng chiếu mọi việc thì thuận lợi trăm phước thì vây quanh nói chung nên làm trong ngày này thì được thành công mỹ mãn sinh quý tử à, ngày canh thân thì chỉ nên an táng đúng không? ngày canh thân ngày canh thân là ngày 16 này ngày 16 cũng là ngày thứ cát nhé nó chỉ nên an táng thôi an táng còn không làm được cái việc khác đó nói chung ấy à, các việc như khởi tạo nhập trạch khai trương xuất hành làm thì gặp hương nguy hiểm đấy hại trẻ đàn bà và trẻ nhỏ vì là ngày ngũ hành vô khí lại thêm sát tập nhập trung cung nên là không không có cách nào hóa giải được đúng không ạ còn ngày bính thân Ngày bính thân thì 16 vị trí là ngày mùng 4 Ngày mùng 4 Đó. Ngày 16 ngày bính thân thì không có Như vậy chúng ta sẽ có ngày 16 và ngày 28 là Chúng ta có ngày mùng 4 là ngày mộ thân Và ngày 28 là ngày nhâm thân Thì đây là hai ngày đều là, là tốt cả Đúng không ạ? Đều là tốt đấy Đây là hai ngày đại cát nhé Ngày mộ thân này là ngày đại cát mùng 4 đại cát và ngày 28 28 là ngày nhâm thân cũng là ngày đại cát thì quý vị có thể chọn hai ngày này để làm công việc đại sự đấy như là ở đây đồng công có nói là gì làm mọi việc thì được thành công mỹ mãn đấy, thành công mỹ mãn và sớm danh với tử vượng tài lộc chăm sự thì đều được được thuận lợi tiếp đến chúng ta xét đến ngày dậu ngày dậu là trực thu đúng không ạ? ngày dậu trực thu thì ngày dậu thì là phạm tiểu hồng sa lại đến châu tinh đấy Nói chung ấy, chủ về việc kiện tụng thưa kiện ở cơ quan mà sau đó lại tan biến. À, nói chung cái ngày ngày dậu ấy thì chúng ta chỉ nên an táng và kỵ khởi tạo, kỵ xuất hành. Ngày dậu. Nói chung ngày dậu trong cái tháng trong tháng 11 ấy thì nó đều là xấu không dùng được thì tốt nhất quý vị không nên dùng được hơn. Ngày dậu chúng ta cái ngày mùng 5 này, ngày 17 là ngày tân dậu cũng không dùng được này. Và ngày 29 là ngày quý dậu thì dùng cũng không được tốt. Tiếp đến chúng ta xét ngày tuất, ngày tuất thì phạm vãng vong. Nếu gấp thì dùng để làm cái việc là chỉ dùng tạm thôi nhé, dùng tạm làm cái việc an táng thì là được được thứ cát. Đấy. Ngày bính tuất, ngày, ngày nhâm tuất thì bị sát tập nhập trung cung nên là sinh ra tai họa liên miên. Mọi việc thì tránh dùng. Ngày giáp tuất thì nói chung là tám phương đều sạch 24 hướng chư thần về chiều trời là ngày huyền nữ tu du này có thể dùng được như vậy chúng ta chỉ có thể dùng được ngày giáp tuất thôi còn lại các ngày khác thì chúng ta không dùng được như vậy, trong cái ngày tuất đây chúng ta có ngày nào? Canh tuất này không dùng được này. 10 16 28 à mùng 6 18. 18 nhân tuất thì phạm rồi. Đó. Đấy có hai ngày mùng 6 và ngày 18 thì phạm chúng ta không dùng được nhé. À cuối cùng chúng ta xét đến ngày hợi. Ngày hợi thì có ngày ất hợi, ngày kỷ hợi thì có sao văn tinh quý hiển, lại có thêm các cát tinh như là huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, các cát tinh đồng chiếu. À, lại thêm có liên châu, thiên đăng, tụ lục, đái mã, và vậy nên trong cái ngày hôm nay ấy, thì trong ngày kỷ hợi và ngày ất hợi ấy, thì chúng ta xét nhá ngày hợi thì có tân này tân bảy mười chín đúng không mười chín là ngày quý hợi thì không ngày kỷ hợi đúng không? không ngày ất hợi và ngày kỷ hợi nói chung ấy còn các ngày hợi khác ngày như là ngày đinh hợi này thì được thứ cát này à, còn các ngày quý hợi thì không dùng được này ngày quý hợi ngày quý hợi thì không dùng được chúng ta xét lại này ngày hợi thì có quý hợi là ngày xấu thì chúng ta không dùng nhá như vậy ngày quý hội chúng ta cũng sẽ bỏ qua. Đó. À thưa quý vị, đấy như vậy là trong cái tháng 11 này thì chúng ta sẽ có những ngày tốt sau này. Ngày tốt đầu tiên là ngày Ất Tỵ đúng không ạ? Ngày mùng 1 là ngày Tỵ. Ngày tốt thứ hai là ngày Mậu Thân là ngày 4 Ngày tốt thứ ba nó là ngày Ngày tốt thứ ba nó là ngày Kỷ Mùi. Đó, Kỷ Mùi là ngày 15. Ngày tốt thứ tư nó là ngày Canh Thân, nó là ngày ngày tốt thứ 4 này. Đó là ngày 16. À, tiếp theo là ngày tốt thứ năm thì nó là ngày 25 là ngày kỷ tỵ. Và ngày tốt thứ sáu thì nó là ngày 28 là ngày nhâm thân. Đó. Thì đó là cái 6 ngày tốt trong cái tháng 11 âm lịch. Thì quý vị hãy lựa chọn ra cho mình một trong những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Đó. À, thưa quý vị, à, sau khi chọn được cái ngày tốt rồi thì quý vị cũng sẽ sử dụng cái quyển là ngày tốt tuần thư, ngày tốt tuần thư để chọn ra cho mình những cái giờ tốt nhất Đấy, quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để lựa chọn ra cho mình những cái giờ cắt ảnh nhất. À, bên cạnh đó chúng ta chọn cách chọn giờ giờ hoàng đạo đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn theo cái giờ hoàng đạo nhé để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn. Đấy. Thì trong cái trang 100 trang 127 là cái cách chọn giờ tốt đó. Thì chúng ta xem những ngày mà chúng ta chọn là ngày nào. Ví dụ như là chọn một cái ngày vị ngày mậu thân là ngày mùng 4 ạ? Mậu thân. Thì chúng ta mở sách đến ngày ngày mậu thân đến ngày mậu thân nhé quý vị đinh dậu này Đến ngày mậu thân thì ngày mậu thân nó là ngày ngày mậu thân nó là ngày mùng 4 đó. ngày mùng 4 là ngày mậu thân thì chúng ta xem có dẫn giờ nào tốt Ngày muốn mậu thân thì quý vị có thể sử dụng giờ thìn đó. Giờ bính thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ này 7 đến 9 giờ này Đúng không? Thứ hai là giờ đinh tị là 9 đến 11 giờ Thì đều được cắt cả Đúng không? Bên cạnh đó quý vị cũng thể dùng giờ kỷ mùi là từ 13 đến 15 giờ đó. Thì đây là những cái giờ đại cát mà quý vị có thể chọn được trong ngày đó à, Tiếp theo ấy, là đến ngày gì dụ, Quý vị chọn ngày ất tị nhé Ngày ất tị là ngày mùng 1 Ngày ất tị ngày mùng 1 đây Thì quý vị có thể chọn giờ nào đúng không ạ Có thể chọn giờ canh thìn đó, giờ canh thìn là giờ tốt giờ canh, canh thìn là giờ bình tuất giờ canh thìn thì nó gì nó có tư mệnh hoàng đạo Đó, giờ canh thìn là từ gì 7 giờ đến 9 giờ sáng là giờ tốt nhất Đó. hoặc là quý vị cũng thể dùng giờ bình tuất từ 19 từ 19 đến à, bình tuất là từ 19 đến 21 giờ nhé thì cũng là tốt để hoặc từ 19 này đến 21 giờ đó. Thì cách chọn này rất đơn giản, quý vị hãy xem trang 127 thì nó có hướng dẫn chọn giờ tốt đấy. Chọn tốt đúng không ạ? Cứ có này, gặp hai cắt tinh thì là tốt, một cắt tinh và một hung tinh thì là trung bình. Mà gặp hai hung tên, hung tinh thì chúng ta nên tránh. Đó, ở trong 127 ở quyển sách ngày tốt tuần thư nhé. Đấy. Thì quý vị hãy gì, tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư để lựa chọn ra cho mình những cái khung giờ tốt nhất và những ngày tốt nhất. đấy à, Trong thời gian này thì nói chung quý vị thỉnh cái quyển sách ngày tốt tuần thư ấy, thì cũng sẽ được tặng một cái bộ lịch xem xem ngày như này. đây Bộ lịch xem ngày tốt để quý vị có thể là gì? Tự chọn cho mình những ngày tốt nhất. Đây sẽ tặng quý vị một bộ lịch xem ngày tốt như thế này của năm 2024 nhé. Năm 2024 để quý vị có thể chọn ra cho mình những ngày tốt nhất để tự tự mình thực hành lịch luôn để chọn cho mình những ngày cận đại cát. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư nhé. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt nhất, ngày đại cát trong cái tháng 11 âm lịch để chúng ta tiến hành những công việc đại sự đúng không ạ? Bao gồm như vậy trong tháng 11 âm lịch sẽ chúng ta sẽ có 6 ngày tốt, 6 ngày tốt. Trong đó có 4 ngày đại cát và 2 ngày thứ cát đó. Vậy nên là quý vị hãy có thể là chép lại, chụp lại ra những ngày tốt này để lựa chọn cho mình một cái ngày tốt cát lành nhất, mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc cho mình. Đó. À, quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt đẹp nhất trong cái tháng 11 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. À, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn